làng vui chơi, làng ca hát này. Ra ngoài kia. Hả? Ra ngoài kia bây giờ cũng không hát nhạc rồi. Dâm rồi, trời dâm rồi. Đây là khu di tích à? Chỗ này là như thế nào đây? Đây là bên nhà họ đi ra đó, ai cũng ra ngoài kia hết ạ. Cái này là mình có làm theo người ta cứ điều từng tàu một thuyền một à? Dạ, hay là như thế nào? Bơi em bơi cho có đội đó đó. À, cũng có đội riêng gì? Của chủ hồi nãy đó, của chủ nó đó, của Mỹ đó. À thế à? Mà bơi cho cô chủ nó đó, đó. À, con mong lương thôi nè. Có đội này mẫu màu áo là mỗi đội khác nhau đó. Có nhiều đội không? Nhiều lắm. Có đội đó là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thấy thiệt thì về đó. Mỗi ngày chỉ được bằng bao nhiêu cuốc như thế này? Nhiều tốt thì đi, mà không có thì nhiều thì đi, nhiều mà ít thì đi. Ăn lương tháng mà 5 triệu một tháng. À thế à? Dạ. À thế là cứ chở theo trả lương, trả lương thôi phải. Cái này nước chiều lên thì nó như này. Nước chiều lên bao có nó lớn không? Lớn nữa chứ. Cũng có thấy nữa. Dừa này là không có quả đâu rồi. Có được không anh? Chưa có con nào. Chưa được con nào à? Đi chào bên kia. Thẳng là ra ấy à, đi ra đi đâu đây? Hả? Nó có hai nhánh à? Xong đi vào rừng dừa xong là lại quay ra đấy à? Thank you.
vào đây thế này là không ra đằng kia, hay là quay lại? Nó không có đường ra gì. Bắt trực tiếp à? Bắt trực tiếp nói đi. Đây là đi vào đâu rồi chị? Xem ngày xưa du kích nấp vào đằng trong này kiểu gì đấy. Hơi bị chật rồi, dùng dừa dày dít thế nhỉ, hôm nay mà máy bay nó lấy ở trên. Ngày xưa thì đọc truyện dừa nước này. Đây, đây này, quả này. Ở đây bây giờ họ lấy cái ra lấy quả dừa. Quả dừa này, họ có lấy lá dừa để mà làm lợp nhà đâu. Quả dừa này có ăn được. Quả ăn chè lúc nãy thì này. Về nước chè đó chị. Còn lá thì có chủ hết trời. À thế à? Người ta chặt về bán rồi nha. Cái này là người ta cũng là của cái ấy à, là thầu hết à? Dạ. Đó lấy dừa này lập nhà này anh này. Đấy đúng rồi, đây đây phải. Có để tí có để chụp áo tai cô ăn. Hả? Áo tai cô không. À đây rồi. Nó kiểu gì? Nó tiếng đâu đây? Tiếng Hàn. Tiếng Hàn.
giỏi tiếng Hàn nhờ mà. Đội áo vàng này là một đội đúng không? Đẹp phết này. Alo. Gái Hàn Quốc. Xinh phết. Hello. Nào quay đây cho nào. Chào này. Này.